Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Toulouse và câu lạc bộ Lyon. Đây là trận đấu thuộc vòng 26 giải vô địch quốc gia Pháp và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì hai đội sẽ đá với mức kèo chính là kèo đồng, mức kèo cũng có thể tăng 0,25 và tăng lên nữa là 0,5. Đó là mức kèo phụ do Lyon sẽ chấp Toulouse và cũng có cái mức kèo phụ khác là Toulouse sẽ chấp ngược lại Lyon với mức kèo là 0,25. Tuy nhiên thì bàn thắng của Toulouse nó sẽ cao hơn một chút. Mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần đối đầu gần nhất của Toulouse và Lyon thì Toulouse hòa 1 và thua 4 trước Lyon. 5 trận thi đấu gần nhất của Toulouse, Toulouse thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Lyon, Lyon thắng 4 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Toulouse mức kèo đồng, hoặc bạn nào an toàn hơn có thể lựa mức kèo phụ là Toulouse được chấp 0,25 nhé. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Lyon thì Toulouse họ cũng không thua kém gì Lyon là mấy đâu. Thứ hai nữa thì trận này Toulouse có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nó thì chọn mức kèo đồng hay lựa kèo phụ được chấp đi. Nếu như hai đội kết thúc trận này với một tỷ số hòa nào đó thì chúng ta chọn Toulouse, chúng ta cũng chỉ từ quầy kèo đến thắng nửa kèo mà thôi. Thời gian gần đây thì Toulouse họ đang có thành tích thi đấu trên sân nhà nó cũng ổn định. Ở lượt trận này tiếp tục sẽ có được lực lượng đầy đủ nhất thì biết đâu Toulouse mới là đội sẽ chơi hay hơn và có lần đầu tiên đá bại được Lyon sau 5 lần đối đầu chưa biết đến mùa chiến thắng trước Lyon thì sao. Với lại mình thấy cái mức kèo này nó cũng chưa mấy thật sự gọi là hợp lý, khi mà những con số thống kê trước trận này diễn ra thì Lyon cũng đang vượt trội hơn so với Toulouse, mà trận đấu này kèo chính lại là kèo đồng thì mình nghĩ ít nhiều gì đây cũng có thể là cái mức kèo gài để cho các bạn đổ về nằm Lyon quá nhiều không chừng. Mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần cũng có nhiều bàn thắng được ghi. Và những vòng đấu gần đây, cả Toulouse lẫn Lyon đang có hiệu suất ghi bàn đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và có nhiều bàn thắng được ghi. Có thể là hai đội sẽ cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số với nhau rất kịch tính. Dự đoán sẽ là 2-1 hoặc 3-2 nghiêng về cho Toulouse trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nhé. Nhưng mà theo mình thì các bạn chọn Toulouse không cũng được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là một trái. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà, lực lượng đầy đủ và phong độ ổn định thì Toulouse sẽ là đội có bàn thắng dẫn trước, thậm chí là hai bàn. Hiệp 1 các bạn chọn Toulouse kèo đồng nhé. Canh tài hạ dưới 1 thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Toulouse và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy, ưu tiên chọn tài hiệp 1 trận này.